nữa. À để nhồ ấy. Sáu đứa trong bệnh nhi chết rồi đấy. Là cái gì? Một loại virus mới ấy. Phải con cứ sốt cao đi bình đi. Virus gì đấy? Bây giờ đi học nha. Trong nguyên nghe, trong nguyên giấy nghe mày nói ra đi học. Thứ nhất là đi đâu phải đeo khẩu trang. Thứ hai đó là lúc nào cũng sát khuẩn tay. Nếu như đang có một loại virus rất nguy hiểm mà nhiều bạn đã không thể qua khỏi thì con virus lại tấn công. Nên chúng mình cũng là đeo khẩu trang, rửa tay sau bằng sơn thật sạch và bằng giấy như thế. Adeno. Mẹ. Cái này là nhiễm cho trẻ con. Nhiễm cho người lớn không? Chưa phải là người lớn. Oh no, wrong.
cổ.